bản thiết kế nội thất xe VinFast xuất hiện trong video đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất ngờ vì thiết kế quá đẹp. Trước đó, vào giữa tháng 6, hai video về hai mẫu xe sedan và SUV của VinFast đã bị rò rỉ trên mạng và thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam. Đến ngày 8 tháng 8 2018, một video khác cũng hé lộ chi tiết bên trong nội thất của mẫu xe này. Hình ảnh về nội thất của chiếc xe xuất hiện 5 giây trong đoạn video dài hơn 6 phút, được đăng tải trên một kênh YouTube có tên VinFast News. Video được cho là thực hiện nhân kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn Vingroup. Dư luận cho rằng hình ảnh này là nội thất của mẫu SUV. Đây thực sự là một thiết kế rất đẹp. Hình ảnh cho thấy nội thất mang phong cách rất đẹp của BMW X5, nhưng cũng được VinFast điều chỉnh nhiều phù hợp với xu thế khi mà chiếc màn hình cỡ lớn vốn đang là trào lưu thiết kế trên những dòng xe sang như Volvo, Porsche. Màn hình trung tâm có hình nền là một địa danh khá đẹp tại Việt Nam. Nhiều khả năng màn này có thể thay đổi hình nền bằng những tùy chọn phong cảnh đẹp tại Việt Nam. Vô lăng xe cũng có thiết kế tương đồng với BMW X5, ngay chính giữa là logo chữ V, biểu tượng xe VinFast. Dù có thiết kế rất đẹp, nhưng chất liệu, độ tinh tế trên sản phẩm thật là một câu hỏi đang rất được mong chờ được giải đáp. Hiện tại, mọi thông tin của chiếc xe đến giờ vẫn còn là bí ẩn. Cả hai mẫu SUV và sedan VinFast dự kiến được ra mắt tại Paris Motor Show diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Trong khi đó, người dùng Việt Nam sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng mẫu xe này khi nó ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 12 2018.